chào mọi người đến với video của Yến. Yến đây, trở lại rồi. Ta-da. Video này được quay từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, sau đó mấy sập mất file quay lại từ đầu. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người các bước dưỡng da để tụi mình không có bị mụn. Trời ơi, bây giờ đã gần 30 tuổi mà vẫn còn ngồi đây nói về mụn, quá đáng, quá dễ sợ, quá xấu hổ. Nhưng mà tính từ hồi 15, 16 tuổi là mình đã bị mụn, tới tận 26, 27 tuổi mới hết đó mọi người. Trời ơi, mười mấy năm trời bị mụn nên mình tự tin là mình có thể chia sẻ với mọi người một cái quy trình dưỡng da cũng như các lý do mà tụi mình dưỡng da quá trời dưỡng da mà vẫn bị mụn. Ngày xưa khi mà bị mụn thì mình có một cái tâm lý là ai mà nói với mình là sản phẩm này xài hết mụn nha, xài cái này là hết mụn là mình sẽ nghe theo, nhất là khi mình xem các review từ các blogger mà mình follow á. Trời ơi, nghe mấy bạn nói là cái này kia hay là mình sẽ mua về xài, xài hoài tốn tiền quá trời quá đất mà không có hết mụn. Xong sau đó mình phát hiện ra là mình không có hết mụn là tại vì mình không có hiểu da của mình. Mình dưỡng da mà mình không có biết là da của mình như thế nào, là loại da gì, cho nên mình cứ xài á. Đúng là có khi nó hết mụn thiệt nhưng mà nó hết được vài bữa xong nó lại lên mụn. Giống như mình yêu mà mình không hiểu người yêu của mình thì mình dễ chia tay vậy đó. Cho nên là mình dưỡng da mà mình không hiểu da của mình á thì mụn nó không có chịu rời mình đi. Phải, nó cũng dễ chia tay như người yêu của mình thì đỡ biết mấy. Quên, giờ có chồng có con không được nhắc chuyện người yêu nữa. Đầu tiên mình nghĩ là những bạn mà bị mụn á thì sẽ có một cái tâm lý là nghe ai nói cái gì thì tin cái đó mà không biết là da của mình thuộc loại da gì. Và nếu như bạn vẫn chưa biết da bạn thuộc loại da nào á thì xem tiếp video. Mình sẽ quan sát da của mình khi mình mới vừa ngủ dậy. Hãy là ngủ dậy trong cái trạng thái không khí, thời tiết nó bình thường. Đừng có ngủ dậy khi mà quá nóng hoặc quá lạnh, quan sát như vậy thì nó không có đúng. Mình sẽ quan sát khi mình mới vừa ngủ dậy trong cái thời tiết rất là bình thường như những ngày khác, không quá lạnh hoặc quá nóng. Xong sau đó mình nhìn da của mình. Ví dụ da của mình nó quá nhiều dầu trên bề mặt da, lỗ chân lông nó quá to, mụn trên mặt của mình là mụn viêm không, mụn bự bự bự. Và sau mụn thì thâm mụn cái nào cũng thiệt to rồi, thiệt đậm, quá trời lâu phai. Xin chào hội đồng da dầu. Nếu mình nhìn thấy da của mình lỗ chân lông nhỏ nha, nó bong chóc nha, nó có thể là khô tới mức bong chóc hoặc là nó khô mà nó tiễn dầu. Xong rồi mụn trên mặt của mình là mụn đa số là mụn nhỏ nhỏ li ti theo mảng. Ở sau mụn thì thâm của mình nó cũng nhạt, cái nó cũng đậm lắm và nó nhanh phai thì chào bạn đến với tổ hợp da khô. Còn ví dụ mình thấy da của mình có vùng khô, vùng dầu thì chào mừng bạn đến với tổ hợp da hỗn hợp. Nếu mà vùng dầu nhiều hơn là hỗn hợp thiên dầu, vùng khô nhiều hơn là hỗn hợp thiên khô. Ví dụ mình thấy da của mình á, nó cũng khô mà nó cũng dầu mà sao nó mỏng dữ người ta. Thấy cả gân máu luôn, trời ơi, xài cái gì mới lên nó cũng ngứa, nó cũng đỏ, nó cũng rát, nó cũng lên mụn về về hết. Hoặc là mình đổi nguồn nước, đổi nguồn không khí, tự nhiên mình thấy da mình lên quá trời mụn luôn. Chào những cô nàng chàng trai đến với lĩnh vực da nhạy cảm. Ngày xưa không có da nhạy cảm đâu mọi người, nhưng từ ngày kem trộn với lại rượu thuốc phát triển á thì da nhạy cảm mới xuất hiện. Khi mà mình hiểu da của mình rồi thì mình dưỡng da của mình nó sẽ dễ hơn. Đó là lý do tại sao mình chia sẻ với mọi người cách để mình nhận biết da mình thuộc loại da nào. Bạn tưởng tượng là mình sử dụng sản phẩm dành cho da khô trên nền da dầu thì kiểu gì da mình cũng sẽ lên quá trời mụn. Hoặc là mình sử dụng da sản phẩm dành cho da dầu trên nền da khô thì kiểu gì da của mình nó cũng thiệt khô, nó thiệt khó chịu. Cho nên là hiểu da là một bước đầu tiên quan trọng, nhất định bạn phải biết loại da của mình trước khi dưỡng da. Cái thứ hai mà tại sao mình dưỡng da theo mấy bạn review, mấy bạn kêu là xịn lắm, hay lắm, mình tốn tiền quá trời mà nó không có hiệu quả. Tại vì sao? Vì đơn giản là cái thứ bạn đang apply trên da mình không cần. Cá nhân của mình quan niệm á, dưỡng da nó cũng giống như là mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày vậy đó. Mình bổ sung cái mà da của mình thiếu và hạn chế những cái da của mình dư thừa. Tại vì mình ăn quá nhiều thì mình béo phì, mà mình không ăn đủ chất thì mình bị suy dinh dưỡng. Da mình nó cũng y chang vậy đó. Mình apply thiệt nhiều dưỡng ẩm trong khi da của mình nó đang bị bí, bị dơ thì nó sẽ lên mụn thôi. Hoặc là mình sử dụng treatment quá nặng khi da của mình đang nhiều mụn thì da của mình nó rất cao là chuyện bình thường, đúng không? Dạo gần đây khi mà tóc nó phát triển thì mình phát hiện ra mấy bạn còn dưỡng da theo một kiểu nữa, đó là dưỡng da theo trend. Thấy ai xài cái gì xịn nha, mà treatment nặng nha, mà kêu đẹp là kiểu gì cũng phải xài y chang, nhưng mà không biết là da mình không có phù hợp. Cho nên là dưỡng da phù hợp là một trong những bước quan trọng. Khi mà da của mình càng nhạy cảm á thì mình càng cần dưỡng da tối giản, nhẹ nhàng, đơn giản, không cồn, không hương liệu, không hóa chất, không paraben, không dầu khoáng. Nói chung là thành phần càng đơn giản, càng lành tính thì càng phù hợp cho da của mình. Tóm gọn lại là để da của mình nó ổn định, không có bị mụn á, là hãy hiểu da của mình và hiểu sản phẩm mình dưỡng trên da của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người thực hiện một cái chu trình dưỡng da đơn giản, tối giản với các sản phẩm lành tính, dịu nhẹ để tụi mình không có bị mụn. Mình sẽ bắt đầu chu trình skincare của mình á bằng việc là tẩy trang.
Nhiều bạn thì bỏ qua bước tẩy trang vì nghĩ nó không có quan trọng, nhưng mà cá nhân mình thì thấy là mình vừa chống nắng nè, mình vừa dưỡng da nè, nên nếu không có tẩy trang thì sẽ không có làm sạch da được. Mình sử dụng nước tẩy trang từ Simple, thành phần khá là dịu nhẹ, an toàn, không chứa cồn, paraben và cả hương liệu nữa. Nói chung là an toàn cho tụi mình. Sau đó thì mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt từ Simple luôn. Cái chất của sữa rửa mặt này á, nó dạng gel mọi người, trong suốt mềm, và khi mình sử dụng thì cảm giác nó fresh lắm luôn á. Bọt thì mịn nhẹ, nói chung là dùng trên da không có cảm giác bị khô da, căng da. Nói chung là thích lắm. Thành phần cũng lành tính, an toàn luôn. Các sản phẩm từ Simple thì khá là dịu nhẹ và hợp với các bạn có làn da nhạy cảm. Sorry mọi người là mình đang bị Covid nên giọng hơi khó nghe một chút. Sau cái bước rửa mặt thì mình sẽ sử dụng tới toner. Bạn cũng sẽ sử dụng bông tẩy trang, còn mình thì sẽ dùng tay và apply trực tiếp lên trên da. Sau đó thì dùng chấm mụn tràm trà để chấm lên những cái vùng mụn. Bởi vì da đang nhạy cảm nên mình sẽ không dùng quá nhiều bước. Mình sẽ dùng bước cuối cùng trong cái chu trình này, đó là dùng khóa ẩm tràm trà. Trong thành phần tràm trà thì khả năng kháng viêm, làm dịu. Nói chung là sẽ tốt cho da bị mụn. Nó sẽ ổn định bề mặt da và giúp da đang bị mụn trở nên dịu hơn, lành hơn. Vậy là mình vừa hoàn thành xong các bước dưỡng da cơ bản dành cho làn da mụn nhạy cảm. Và mình hy vọng là bạn sẽ học được cách lắng nghe làn da của mình để hiểu nó, để làm cho da của bạn trở nên đẹp hơn, đẹp hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Mình tin là khi mình biết lắng nghe cơ thể cũng như làn da của mình đó, thì mình sẽ học được cách để đáp ứng những cái điều mà cơ thể và làn da của mình lên tiếng. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye. Thank you.